Phong 39 VTC, game nhập vai triệu fan quốc tế, đồ họa đỉnh cao với hàng trăm ảo hóa, sắc nét đến từng cm, cam kết cập nhật liên tục. Game có số lượng người chơi tăng không ngừng, lượt tải luôn đứng đầu bảng xếp hạng khi ra mắt, chất lượng đáng 5 sao. Chưa kể, cộng đồng game thủ Việt trải nghiệm phiên bản quốc tế đã để lại bình luận vô cùng tích cực. Game bùng tấn quốc tế thu hút sự chú ý đông đảo của hàng trăm triệu game thủ, tạo cộng đồng cực kỳ to lớn. Tại thị trường Hàn Quốc, 안녕하세요. 액션 RPG 모바일 게임 강림의 모델 이동욱입니다. 그리고 잊지 마세요. 4월 24일 강림이 여러분 곁을 찾아갑니다. Ngôi sao quốc dân Lee Dong-kook đã tạo ra một cơn sốt cực kỳ lớn khi trở thành gương mặt đại diện cho game. Siêu phẩm nhập quan quốc tế đã có mặt tại Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, phiên bản Sea & Global. Nay đã gặp bến Việt Nam với tên gọi Phong 39. Tải game ngay tại App Store hoặc Google Play với từ khóa Phong 39 VTC.